Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thế tử chính nguyệt sơ ngũ nhật nhà 10 ngõ 170 phá phường An Biên quận Lê Trân thành phố Hải Phòng tiến chủ cao ba thân thế đầu thì đã làm từ cao ba mân từ làm cao ba quy cao áo cao thì cao ba tốt cao thì chính nhật cần phùng quý nghi tư phẩm như nghi chí thiên phúc chí tưởng hưởng ngẩn cao viết kim vi cung trì quý nhật ngủ thất niên trí nguyệt sơ ngủ nhật nghệ an tinh hiền chủ hiền hiền thành trả chúng ngã thôn thiên chủ cao ba mân thế đầu thì đa nam tử cao ba thân cao ba quý cao thì tinh nguyệt cần phùng phí nghi thư phẩm như nghi chi thiên phục như thường hưởng cần cao viết kim vi cung thì huy nhật bất thắng hai màu cần phùng quý nghi thư phẩm như nghi chi thiên phục vi thường hưởng cần cao.